cái tiết diện nè, là cái hình vuông nè, cạnh là 2A đi qua cái trục của nó. Được chưa? Nó kêu gì? Tính thể tích của hình trụ, động thức sai đó. Thể tích của hình trụ bằng gì? Diện tích đáy. Nhân cao. Diện tích đáy là hình gì? Tròn. Động thức diện tích hình tròn. Bi nhân. R. Nhân cho H. Ôi, lộn. Đây là gì? Cái cạnh đáy. Là cái gì của hình tròn? Cái đường kính. Dạ. Chia hai ra bán kính. Vậy đây là chữ gì? Chữ A. Chiều cao có chưa? Rồi. Thế vô